Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tachapa.com. Và trong video này mình sẽ trên tay để review cho các bạn về sản phẩm ốc dạ quang combo 5 ốc dạ quang phát sáng mà mình mua với giá 10.000 trên sen đỏ. Thì bây giờ mình sẽ cùng trên tay để review cho các bạn nha. Các bạn nào mà muốn mua sản phẩm này trong ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ được miễn phí ship, miễn phí vận chuyển luôn nha các bạn. Nếu mà mua trong ngày hôm nay thôi được 3 lần miễn phí vận chuyển, còn nếu ngày mai mua thì không có nha. Đây. Đây là combo 5 con ốc dạ quang của mình. Thì bây giờ mình sẽ bỏ nó qua bên đi. Mình mở cái túi zip này ra cái. Đây là 5 con ốc dạ quang của mình. 4 5 mình được 2 con sò nè, với lại là 3 con ốc ha, 3 con ốc, một con là tương đương với khoảng 2.000 các bạn. Cái sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng để làm các cái sản phẩm, ví dụ như là các bạn khi mà để ngoài nắng á, nó hấp thụ ánh sáng vô nè, khi mà đêm về thì nó sẽ phát sáng ra. Cái này thì mình chưa có cho nó hấp thụ ánh sáng, tại vì mình đang review á, mình mắc công chuyện nên mình review hơi trễ nên mình chưa nó hấp thụ ánh sáng. Thì nếu mà các bạn nào mà xài á, thì cho nó hấp thụ ánh sáng trước ha, xong rồi bỏ vô trong cái, các bạn có thể bỏ trong cái hồ nước nè, hồ nước mà hồ nước các bạn nuôi cá thì nó sẽ phát sáng ra nhìn khá là đẹp. Thì các bạn có thể trang trí bằng hồ nước, hay là các bạn hãy trang trí những cái vật dụng đồ trong nhà của mình, thí dụ giống như là hồ nuôi cá chẳng hạn, hay là các bạn có thể mua về để trang trí trong cái tủ kính chẳng hạn thì nó cũng khá là đẹp. Khi mà đêm về á, thì những cái tia cực tím á, nó, khi mà các bạn phơi nắng hay là để ngoài sáng á, thì cái ốc dạ quang này nó sẽ hấp thụ được ánh sáng, và khi mà đêm xuống á, thì tự động nó sẽ phát ra một cái màu sáng xanh xanh. Nếu các bạn mua màu nào thì nó sẽ ra được cái màu đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thì cái này mình chưa có thời gian để cho nó hấp thụ sáng. Mỗi con như vậy á thì nó sẽ tầm khoảng 2.000 thôi, mình thấy cũng khá là ok cho như những cái con này. Cái này các bạn có thể bỏ trong cái hồ nước các bạn nuôi cá này, các bạn trang trí ha. Các bạn có thể bỏ trong được trong hồ nuôi cá nè, hay là các bạn có thể bỏ trong những cái bình mà các bạn trồng cây á, trồng cây bằng lọ thủy tinh á thì nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà các bạn nhớ là phải phơi nắng trước nha. Phơi nắng trước hay sử dụng hay là để ánh đèn á, ánh sáng mặt đèn mà nó màu vàng á thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn. Khi mà các bạn hấp thụ rồi á thì các bạn chỉ cần để vô trong cái nước hay là để ngoài như vậy thì khi mà tối lại nó sẽ dạ quang lên, nó phát sáng nhìn rất là đẹp. Màu sắc thì nó sẽ có nhiều màu khác nhau, ví dụ như màu đỏ nè, màu xanh ngọc, màu vàng. Thì mình thấy này là màu vàng á, đẹp nên mình mua. Nó cũng có nhiều phiên bản, ví dụ như sao biển, ốc biển, hay là những cái con ở dưới biển, nói chung là những cái loài dọp, loài sò chẳng hạn, thì các bạn mua vài con về để trải nghiệm. Thì mình sẽ có, khi nào mà mình trải nghiệm xong á thì mình sẽ có một cái video cụ thể đăng lên cho các bạn về cái video trải nghiệm, để các bạn có thể coi rõ hơn về sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ review trước ha. Về phần làm á thì mình thấy nó làm bằng nhựa thôi, bằng nhựa đơn giản, nhưng mình không biết ở trong này nó có cái tính chất, có cái thành phần gì mà giúp cái sản phẩm này nó dạ quang lên. Về phần chi tiết thì mình thấy nó làm nó đổ khuôn các bạn, nhìn y xì luôn nè, nhìn con ốc có cái xoắn rồi ha, cũng đẹp lắm, dễ thương. Nếu mà bạn nào quan tâm đến sản phẩm này, muốn mua về trải nghiệm thử thì có thể bấm vào cái phần link mô tả video nè, hoặc là phần ghi bình luận thì mình để dưới cho các bạn nha, các bạn bấm vào mua. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích về video này thì hãy bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tachapa.com của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn. Đây thì cũng như các bạn thấy đây, khi mà mình để trong cái đêm á thì nó sẽ dạ quang như vậy. Thì nãy mình cũng đã lấy một cái đèn mình gọi vô cho các bạn xem thử á, thì mình bật lên cho các bạn xem ha, nó dạ quang đẹp không. Nó con nào cũng lấy có cái màu sáng sáng như vậy, nhìn rất là dễ thương. Nhưng mà nó dạ quang xong rồi đó các bạn, thấy đơn giản chưa. Thì cách thực hiện thì các bạn chỉ cần phơi nắng hay lấy đèn pin gọi vào thôi là tự động nó tiếp tụ ánh sáng trong, và đối tối đến thì nó sẽ dạ quang nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.